Hello, chào các bạn. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta khắc phục lỗi chuyển vòng sang Singapore không có được. Thì ở những video trước mình cũng đã giới thiệu các bạn một video, đó là chúng ta khắc phục lỗi Apple Store khi chuyển vòng sang Mỹ hoặc là Hàn Quốc. Thì cái video hôm nay mình sẽ tập trung vào cách chuyển vòng sang Singapore mà bị lỗi thì cách khắc phục như thế nào. Thì đầu tiên các bạn sẽ vào Apple Store, rồi các bạn sẽ bấm vào tìm kiếm. Ở đây ví dụ mình đang ở Apple Store ở Việt Nam thì các bạn không thể tải được cái game hay đây này. Thì đây là cái game không có trên lãnh thổ Việt Nam. Thì đó là cái lý do vì sao chúng ta phải chuyển Apple Store sang các nước khác, là để mục đích chúng ta tải những ứng dụng hoặc những dạng game hay không có trên cửa hàng Apple Store ở Việt Nam. Ví dụ đây, như mình đang ở Việt Nam thì các bạn sẽ bấm tải game này thì chúng ta sẽ không thấy cái game này mà chỉ có thấy những cái game mà na ná hoặc là không có đúng. Rồi để làm được điều này thì các bạn sẽ quay vào hình người trên cùng bên tay phải để các bạn nhấp vào và chúng ta tiến hành chuyển đổi. Rồi các bạn sẽ nhấp vào đây hình người, sau đó các bạn sẽ đi đến cái mục email, rồi chúng ta đến cái mục là quốc gia và vùng ở đây để chúng ta tiến hành chuyển đổi. Thì lúc này mình sẽ chuyển đổi sang Singapore, thì các bạn kéo lên để chúng ta tìm thay đổi quốc gia và vùng lãnh thổ. Thì các bạn kéo lên để chúng ta tìm quốc gia là Singapore. Ở đây các bạn bấm tìm đến chữ vùng S thì có chữ Singapore, thì các bạn nhấp vào rất là đơn giản. Ở đây chúng ta sẽ chọn là Singapore. Rồi các bạn bấm đồng ý thì các bạn bấm đồng ý luôn. Rồi tiếp theo các bạn bấm đồng ý và tiếp theo. Thì lưu ý các bạn ở phần này chúng ta sẽ bấm phần none hay là không, nếu tiếng Việt là không, có nghĩa chúng ta bỏ qua hình thức thanh toán credit hay là debit card hay là mobile phone, chúng ta bỏ qua, bấm chữ none ở đây hoặc là chữ không nếu tiếng Việt. Tiếp tục cái tên chúng ta sẽ viết hồ và tên không dấu mặc định, cái này là ngẫu nhiên, chúng ta cứ bấm tùy chọn cái này ngẫu nhiên luôn. Barcode là yêu cầu, các bạn nên nhớ barcode là yêu cầu, chúng ta phải nhập chính xác cái barcode, cái mã bưu điện của lãnh thổ là Singapore này. Rồi các bạn bấm vào theo mình của video, rất nhiều cái barcode các bạn có thể tra trên mạng để các bạn có thể nhập vào chính xác ở đây, hoặc là các bạn có thể làm theo barcode của video này 38921 13. Số điện thoại bằng bấm cũng là ngẫu nhiên từ 1 đến 9. Ví dụ đây, cái bước tiếp theo nó sẽ xuất hiện cái lỗi thế này, là các bạn bấm vào cái phần tiếp theo sau khi xong xuôi thì nó thì hệ thống không có nhảy sang cái bước là đã xong hay là hoàn thành hay là tiếng Anh là done. Đó, các bạn bấm thứ ba, các bạn cái việc chờ thêm một khoảng tầm là gần một phút thì hiện thì tiếp theo, các bạn bấm tiếp. Rồi trường hợp này vẫn không được thì có, ở đây sẽ có hai cái xử lý, các bạn bấm trở lại một cái, sau đó các bạn bấm thoát ra ngoài, hoặc là trường hợp thứ hai các bạn xử lý, các bạn sẽ tắt cái màn hình đi ở trạng thái này, các bạn tắt màn hình. Rồi sau đó các bạn sẽ bấm mở lại cái màn hình lại Apple Store lại, có nghĩa là các bạn bấm nút Home để thu màn hình lại, sau đó các bạn bấm vào Apple Store để chúng ta mở lại. Thì lúc này Apple Store sẽ hiển thị chuyển xong cho chúng ta, rất là đơn giản. Rồi có một trường hợp tiếp theo, đó là các bạn vẫn làm thế này nhưng vẫn không được. Thì nguyên nhân có thể là nhân thứ nhất, tài khoản thanh toán của các bạn đối với Apple Store, các bạn vẫn còn số tiền, một số tiền nhất định trong tài khoản, thì các bạn không thể nào chúng ta sẽ chuyển sang từ Việt Nam mà chuyển sang là Singapore, hoặc là các bạn đang ở Singapore mà chuyển về Việt Nam thì cái tài khoản của các bạn phải trống, có nghĩa là cái phần thanh toán Apple Store phải trống, không còn đồng nào thì các bạn mới chuyển vòng được. Còn nếu như các bạn có tiền ở trong tài khoản Apple Store thì các bạn không có thể chuyển vòng được. Thì đây là cái lỗi thường hay xảy ra. Và cái lỗi thứ hai đó là các bạn quên cái mật khẩu hay là ID gì đó, rồi các bạn đăng ký hoặc là chuyển vòng không có được. Chúng ta sẽ làm một cái ID Apple mới để chúng ta thực hiện chuyển vòng, có nghĩa là chúng ta tạo một cái tài khoản mới hoàn toàn luôn, coi như là bỏ tài khoản đó vì một cái lý do gì đó chúng ta chuyển không được, thì các bạn có thể tạo một tài khoản mới. Thì thông thường với ba cách này thì các bạn có thể giải quyết được cái vấn đề chuyển vòng Apple Store. Thì lưu ý ở trong thời gian hiện nay thì cái việc mà chúng ta chuyển Apple Store thường xuyên bị lỗi như thế này. Nhưng các bạn chỉ cần không có cái bước tiếp theo thì các bạn sẽ làm y chang video. Rồi như vậy sau khi xong chúng ta sẽ thấy đây là trạng thái bình thường. Khi mà chúng ta chuyển được thì lập tức sẽ xuất hiện toàn tiếng Anh. Nhưng mà cũng có trường hợp là các bạn thấy là tiếng Việt thì các bạn cứ nghĩ là nó chưa chuyển được. Nhưng mà thực sự là chuyển được rồi. Thì quý vị lý do gì đó ở trên điện thoại của các bạn ưu tiên nhận diện hay là dịch tiếng Việt trước, thì lập tức cái máy của các bạn vẫn còn tiếng Việt. Nhưng mà cái việc chúng ta chuyển đổi đã được thành công, các bạn lưu ý cái việc này, các bạn hãy gặp phải và nhắn tin hỏi. Rồi như vậy là cái game hay đây, các bạn thấy sau khi chúng ta chuyển vòng sang Singapore thì các bạn có thể tải được cái game hay đây, game chính thống vào đây. Đó, thì các bạn có thể tải về. Như vậy là chúng ta đã thành công. Thì đây là trạng thái bình thường, hệ thống chuyển sang toàn tiếng Anh, và chúng ta có thể vào lại để kiểm tra
ở cái mục là Apple Store để xem đã chuyển về hay chưa, đã chuyển qua hay chưa. Đó, các bạn bấm vào lại này, rồi các bạn sẽ bấm vào email này, rồi các bạn sẽ vào vùng country and region, đây là tiếng Anh, vùng quốc gia và lãnh thổ. Các bạn kiểm tra lại thay đổi quốc gia hoặc vùng thì các bạn kéo lên, lúc này chắc chắn sẽ xuất hiện là trạng thái ở Singapore. Nó rất là đơn giản. Đó, như vậy là các bạn đã chuyển thành công. Hy vọng video hữu ích và mang đến các bạn những giá trị nhất định. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, xin trân trọng kính chào. Các bạn nhớ đăng ký, like, chia sẻ, ủng hộ kênh cũng như để cho mọi người cùng biết. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.